Tiếp theo đến một chuyện 35, chết không mất. Ông Dương Văn Xoàn, người ta thường gọi là ông Hai Xoàn, ở Chàm Nam, xã Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, An Giang. Bình nhật ông có lòng hào hiệp, hay giúp đỡ người cô thế. Đến lúc quy y với đức thầy, ông Hai rất nhiệt tình lo đạo, thường mang sấm kinh đến nơi nào chưa có mà ấn tống và khuyến khích tu hiền. Thời ấy năm 1940-1944, nhà cầm quyền pháp tại quận Chợ Mới ruồng bắt những người hoạt động cho đạo, tra tấn và đài tra côn đạo. Dầu vậy, ông Hai chẳng hề lui bước. Hôm nọ, ông thấy bốn người bị trói ngồi trên chiếc xe lâu đang đậu phía trên chợ Mỹ Hội Đông. Động lòng nghĩa hiệp, ông liền bước đến hỏi thăm duyên cớ. Các người ấy trả lời: chúng tôi vì gia đình nghèo quá, không đủ tiền đóng thuế thân, nên bị lính bắt giải lên quận. Ông hỏi: lính đi đâu hết rồi? Họ và anh chạy xe đang uống nước trong tiệm nước thành chợ. Nhanh như cắt, ông Hai nhảy lại mở hết dây trói và bảo bốn người trốn lẹ đi. Bốn anh y lờ chạy thoát hết, còn ông Hai lập tức về nhà soạn quần áo và gói 200 miếng vàng đi luôn vô vùng Rạch Giá phát giảng khuyên người tu. Hai tháng sau ông mới trở về Cần Dương nương ngủ. Khi bọn lính uống nước xong trở ra, thấy bốn người tội đâu mất, chúng chia nhau lục soát cùng xóm nhưng không gặp. Sau chúng tìm biết do ông Hai giải tỏa bốn người ấy, bèn báo cáo nội vụ lên quận. Từ lâu họ dự tính bắt ông Hai vì ông đang hoạt động đạo đức. Nay lại được tin nói trên, họ liền ra lệnh truy nã ông. Lính tới nhà ông bao đón mấy phen nhưng không gặp. Sau đó chúng biết nơi ẩn trú, liền đến bao bắt được ông. Chúng đánh đập tra tấn một cách tàn nhẫn, cuối cùng chúng đài ông ra côn đảo một lượt với ông xã Hay ở Kiến An, và sau ông Hai chết luôn tại đây hôm ấy nhằm ngày 29 tháng 9 năm 1944. Đến tháng 6 năm Tân Dậu năm 1945, đức thầy đi khuyến nông về tới xã Mỹ Hội Đông. Trước khi lên diễn đàn, ngài đến tận gia đình ông Hai để thăm, và ngài kêu hết vợ con ông ra hỏi. Từ ngày ông Hai bị đài côn đảo và mất tới giờ sự sống ra sao? Người con gái thứ hai đại diện gia đình trả lời: bạch thầy, chúng con là ăn có khi đủ, cũng có khi thiếu. Đức thầy ngỏ lời an ủi và khuyến tấn. Ông Hai chết không mất đâu, các cô đừng buồn, hãy ráng lo tu hành, làm lành làm phải, thầy sẽ đổ cho từ đây làm ăn khá giả, và tới ngày gặp hội sẽ được gặp lại ông Hai. Thật đúng như lời, từ độ ấy đến nay, bốn người con gái của ông Hai người nào cũng làm ăn giàu có hết. Thuật theo lời ban trị sự xã Mỹ Hội Đông. Phụ bà, nghe qua câu chuyện trên, chắc ai cũng bùi ngùi cảm động. Giữa lúc người Pháp dùng chánh sách bạo tàn chèn ép các đạo giáo, nhất là Phật giáo hoàn hảo, nhưng ông Hai vẫn cương quyết làm tròn bổn phận của người tín đồ đối với Tam Bảo. Thật là một tấm gương đáng kính. Lại nữa, sống với thời Pháp thuộc, hàng năm mỗi nam công dân từ 8 tuổi trở lên đều phải đóng thuế thân là 4 tộc 6, so với giá lúa hiện thời là 3 cắc 1 dạ, thì phải tốn trên 15 dạ lúa mới đủ tiền đóng 1 đầu thuế. Những gia đình nghèo, vợ con nheo nhóc lo chạy hàng bữa thì làm sao có đủ tiền đóng thuế. Vậy mà những kẻ thân Pháp chẳng đủ lòng thương, họ nỡ bắt trói đồng bào mình hành hạ đủ cách. Vì hận bọn xâm lăng, vì nghĩa đồng bào cốt nhục, nên ông Hai giải tỏa cho bốn người ấy. Với một người vì đạo vì dân, xem gia đình và thể xác là thường như ông Hai, nên đức thầy đến tận nơi thăm viếng và an ủi gia đình. Ông Hai chết không mất đâu, và
đến ngày lập hội sẽ được gặp lại ông hai. Một câu nói vừa xoa dịu vết thương lòng, vừa giữ niềm tin trên đường tu học cho gia đình ông hai. Tam giáo đều công nhận trong mỗi người có hai phần, xác thể và linh hồn. Khi chết xác thể bị mất, linh hồn vẫn còn mãi mãi, xác tuy mất hồn thiên chẳng mất. Ví như cái nhà và ông chủ nhà, khi cái nhà này hư thì ông chủ nhà đi ra lo cất lại cái nhà khác, rồi cái khác nữa. Trường hợp ông hai đây là đặc biệt. Tuy xác ông bị mất, song danh nghĩa của ông vẫn sống muôn đời và linh hồn được dự hội long hoa. Dồi cốt theo thầy nương Phật cành, vui dậy xem hồi hồi long quang. Điều này đức thầy có lần khuyên ông tham bá nhà: kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Và ngài cũng dạy cô Hai Hương: đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ càng đừng ưu lự, mượn chức quyền cơ giải mạch sầu. Riêng về phần vợ con ông hai, đức thầy khéo dẫn từ đức tin tới nhân quả. Các cô đừng buồn, hãy ráng lo tu hành, làm lành làm phải, thầy sẽ đổ cho từ đây trở đi làm ăn khá giả. Lời an ủi của đức thầy tuy thấy đơn giản, song nó có hiệu lực làm cho gia đình ông hai tan hết sự ưu sầu lo lắng và đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo, vừa sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Nhờ đó các con của ông hai hiện giờ đều được phúc báo, trở nên giàu có bền chí tu hành. Hễ nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Còn việc sum họp gia đình tại hội Long Hoa thì còn đợi thời gian và sự tiến tu của các người con. Nam mô A Di Đà Phật.